Xin kính chào quý cô bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh ẩm thực đa sắc màu. Hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ cho các bạn một số cách làm nước màu hay còn gọi là thắng nước hàng bằng những cái loại đường, và sau đây là một số cách khác nhau. Mình sẽ giới thiệu sơ qua về những nguyên liệu. Mình có nước dừa, các bạn có thể mua lại của những người làm mứt dừa kinh doanh trong dịp Tết. Người ta chỉ dùng cái mâm dừa thôi, còn cái nước dừa này thì người ta bán lại. Tết này cái nước dừa này rất là nhiều. Đường phèn, đường mơ hay còn gọi là đường vàng, đường cắt trắng, dầu ăn, muối hột, nước mắm, chanh hoặc quất, đường thốt nốt, nước lọc. Và mình cần có một cái cân để mà cân cho chính xác từng gam. Bây giờ mình sẽ thực hiện cách đầu tiên. Thì có nguyên liệu là đường thốt nốt, nước lọc, chanh hoặc là quất. Dạ, nhuyễn cái này ra các bạn nhé. Xong thì các bạn sẽ cho vào trong cái chảo như này. Khi đường thốt nốt đã tan gần hết và sủi bột to như thế này thì các bạn cho quất vào. Các bạn bắt lọc qua một cái rây lấy nước thôi. Bếp ga gia đình thì các bạn cứ để lửa to nhé. Khi đường thốt nốt đã tan hết và bây giờ có bong bóng nhỏ hơn thì mình sẽ tắt bếp đi. Mình sẽ bật bếp lên. Đường chúng ta bắt đầu lên màu rồi. Khi màu đường thốt nốt của chúng ta đã chuyển sang màu cánh gián đẹp, mình tắt bếp nhé. Như vậy là mình vừa thực hiện xong cái cách thắng đường thốt nốt. Đây là cái thành phẩm của mình. Các bạn có thể thấy màu rất đẹp. Cái cách cho quất vào cũng giúp cho cái nước hàng của chúng ta bảo quản sau này nó không bị lại đường, không bị đông, bảo quản nhiệt độ phòng khá là lâu. Ở cách làm thứ hai này, chúng ta có nguyên liệu chính là đường kính trắng và nước dừa. Cho đường vào thì các bạn không dùng muôi hay là dùng đũa hay dùng bất cứ cái vật gì để khuấy hết. Ta sẽ lắp chảo đường dàn mỏng ra, nó sẽ dễ tan hơn. Khi nước đường đã sôi bùng như thế này và có bong bóng to, tiếp theo thì mình sẽ tắt bếp đi để tránh nước nó văng. Và bây giờ mình sẽ cho nước dừa từ từ vào các bạn nhé. Mình bật bếp lên. Khi đã tan hết đường và mình đã cho nước dừa vào thì các bạn có thể khuấy đảo vô tư. Nước hàng của chúng ta đã sôi bùng như thế này, các bạn đun cho mình thêm 2 phút nữa sẽ chuyển sang cái màu cánh gián rất là đẹp. Lúc này mình sẽ tắt bếp, nhắc ra khỏi bếp nhé các bạn nhé. Và như vậy là mình đã chia sẻ xong cách làm thứ hai. Nguyên liệu gồm có đường cắt trắng, nước dừa. Với cái cách này mới thắng xong thì cái nước màu của chúng ta ngọt loãng, nguội, nó sẽ đặc lại các bạn nhé. Cái cách này cũng đơn giản, màu đẹp mà rất là nhanh. Cách làm thứ ba, mình sẽ có nguyên liệu đường cắt trắng, nước mắm, nước lọc, cho đường vào luôn. Mình cho nước lọc vào luôn. Sẽ bật bếp lên. Cách làm này thì mình được phép vừa đun vừa quấy. Đường cát của mình bắt đầu kết tủa. Các bạn đưa lửa về nhỏ các bạn nhé. Đừng có để to mà nó bén, cháy. Để những công đoạn này các bạn có thấy giống như kiểu muối rang. Rất là giống muối biển rang. Nó đông lại, nó kết tủa một lần xong nó lại tan ra. Nước mắm vào các bạn nhé. Nước mắm vào, mình tắt bếp và mình nhắc ra khỏi bếp các bạn nhé, khỏi nóng quá nó cháy. Đây là thành phẩm cách làm thứ ba. 15 xong thì có thể thấy là rất là đặc. Khoảng tầm 4 đến 5 phút sau tan hết bột thì nó sẽ bình thường trở lại như thế này. Mình thấy cái màu này cũng không đẹp bằng những cái màu cách trước. Cách làm thứ tư thì mình có nguyên liệu đường cắt trắng, nước lọc và dầu ăn. Bắc chảo bật bếp, cho đường vào, cho luôn dầu ăn vào, cho nguyên liệu vào, mình dùng đũa mình khuấy đều các bạn nhé. À, màu này mình tắt bếp liền. Các bạn cho nước từ từ nhé, không nó bắn nhá. Mình đã bật bếp lên. Mình vừa đun vừa quấy cho cái nước hàng của mình nó sôi bùng như thế này. Nước cộng với dầu ăn cộng với đường
hòa quyện lại với nhau thành một thể tầm 2 phút nữa. Các bạn tắt bếp. Với cái cách này thì bóng nó tan nhanh hơn những cái cách kia vì trong này nó có dầu ăn. Và đây là thành phẩm cách chia sẻ thứ tư của mình: đường, dầu ăn và nước lọc. Cách này thì khá hữu ích, vừa nhanh gọn bảo quản được lâu. Dùng đường cắt trắng, nước sôi. Các bạn bật bếp. Ta cho đường trải đều trên lòng chảo. Khi quan sát thấy nước màu của chúng ta sủi tăm li ti như này, đường đã tan hết thì mình tắt bếp các bạn nhé. Mình sẽ cho nước sôi vào từ từ. Tiếp tục mình bật bếp lên. Bây giờ thì các bạn có thể khuấy thoải mái. Từ đầu nước màu của chúng ta đang còn loãng, mình đun khoảng tầm 5 phút nữa thì bây giờ nó có cái hỗn hợp sệt như thế này. Các bạn không đun thêm nữa, tắt bếp. Thì năm này màu cũng rất là đẹp. Ở đây là thành phẩm cách chia sẻ cái năm. Cái cách này thì mình thấy màu khá là đẹp, không loãng quá cũng không đặc quá. Cái màu này cũng rất là đẹp nhé. Cách làm cũng rất là nhanh. Chia sẻ cách thứ 6. Nguyên liệu gồm đường vàng hoặc là còn gọi đường mơ, nước lọc. Cách làm đường vàng này thì cũng rất là ngon hơn đường trắng. Các bạn bật bếp cho khô chảo, cho đường vào. Hầu như với những cái cách nào mà cho đường vào trong chảo khô như thế này thì đều là phải kiêng ảo các bạn nhé. Cách nào mà cho dầu ăn hoặc cho nước vào luôn cùng một lúc với đường thì có thể các bạn dùng muôi hoặc là dùng đũa, các bạn đũa khuấy đều được. Cho đường trực tiếp vào chảo như này và không đảo, chỉ lắc chảo thôi. Các bạn có thể dùng muôi gạt đường ra nhé, nhưng đừng có chạm xuống dưới đáy chảo là được. Mình gạt sang bên bếp thành chảo này cho nó nóng, cho nó tan đường. Đun đến cái bước này thì các bạn khoan hẵng cho nước vào. Các bạn quan sát lúc nào đường tan hết và nó sủi bóng bóng lên thì mình bắt đầu mới cho nước. Bắt đầu nước màu chuyển màu và nổi bóng bóng thì mình sẽ tắt bếp. Mình lại tiếp tục cho nước lọc vào. Mình bật bếp lên. Hơi mạnh quá, các bạn giảm lửa về trung bình nhé, để nó tan hết đường. Thì các bạn cứ đun thoải mái cho sôi bùng lên và khuấy đều cho tan hết hỗn hợp đặc quánh đang còn bám xung quanh thành chảo. Mình đun thêm 3 phút nữa là được. Ở cái bước này thì màu nó không chuyển được nữa mà nó chỉ cạn nước thôi các bạn nhé, nên là các bạn không phải lo. Khi thấy cái bề mặt chảo của mình bong bóng nó chuyển sang trong, nó không còn bong bóng đục nữa thì mình bắt đầu mình tắt bếp nhé. Khi bong bóng nó tan hết thì để lộ rõ màu rất là đẹp. Và đây là thành phẩm cách làm thứ 6 của mình: đường vàng. Các bạn có thể quan sát thấy màu rất là đẹp nhé. Màu cũng không đặc quá, cũng không loãng quá, rất là vừa phải. Kiểu này nấu ăn rất là tiện. Đặc quá nhiều khi lấy ở trong lọ ra rất là khó lấy. Cái dạng lỏng như thế này mình có thể bỏ trong chai, mình xịt thẳng vào trong nồi thịt, nồi cá. Cách làm thứ 7 thì mình sử dụng đường phèn, nước lọc, một nửa quả chanh, hoặc không có thì các bạn dùng một quả quất. Mình cho đường phèn vào, cho nước vào luôn, vừa đun vừa khuấy đều. Sau khi đường phèn đã tan hết và sủi bóng bóng trắng như thế này thì mình cho nước quất hoặc nước chanh vào các bạn nhé, tầm 10ml. Quất thì một quả, ra chanh thì một nửa quả, cho vào nó đỡ bị lại đường. Rồi, thế đây mình tắt bếp các bạn nhé, em ra khỏi bếp khỏi nó cháy nhá. Và đây là thành phẩm cách thứ 7 của mình. Đây là thành phẩm của những cái cách làm mình vừa làm xong. Và đây là thành phẩm cách làm cuối cùng, đường phèn. Cách này nó hơi đặc, có rất nhiều người hay thích kiểu đặc như thế này, còn mình thì mình thích loãng hơn. Như vậy thì mình vừa chia sẻ đến các bạn 7 công thức thắng nước Hàn bằng đường. Những cách làm của mình có khác nhau một chút, như đường trắng, đường vàng, đường thốt nốt, đường phèn. Đối với những công thức thắng nước Hàn bằng các loại đường như đường phèn, đường thốt nốt, đường kính trắng, đường mơ thì mình có thể cho lẫn lộn vào nhau. Cái này cũng đường phèn, mình cho vào đây. Đấy, bởi vì tất cả các loại này là chỉ có dùng nước dừa, nước lọc mình cho chung vào nhau được. Nước Hàn ở trong bát tô này thì cách làm thứ 3 có sử dụng nước mắm và cách làm thứ 4 có sử dụng dầu ăn, nên mình bỏ chung vào nhau để ưu tiên nấu ăn trước cho đến hết. Khi nào hết thì mình sẽ dùng loại kế tiếp, chứ tuyệt đối mình không cho chung hai loại vào một, mình sợ nó ám mùi chung với nhau. Bây giờ mình sẽ điểm lại 7 cách làm của mình vừa xong.
Cách đầu tiên là cách thắng được hàng đường thốt nốt. Cái cách này thì cũng rất là lạ, nhưng mà theo mình nghĩ là các bạn cũng không nên làm. Bởi vì ưu điểm thì màu nó đẹp, nhưng mà cái nhược điểm thì đun rất là lâu và mất thời gian, không thông dụng. Đôi khi các bạn còn mua nguyên liệu không ra, những cái đường thốt nốt các bạn mua có chỗ không. Cách thứ hai thì có nước dừa và đường kính trắng. Cách này cũng rất là tiện và màu rất là đẹp. Cách thứ hai này nên dùng. Cách thứ ba là cách có nước mắm. Cách này cũng thời gian rất là lâu, rất là mất thời gian. Chưa kể là một số người cũng không thích mùi nước mắm ở trong cái nước hàng này. Mình cũng không khuyến khích cách này. Cách thứ tư là đường kính trắng, nước lọc và dầu ăn. Cách này thì cực kỳ tiện dụng mà thành công ngay 100% cho những ai lần đầu làm. Cách này không bao giờ bị lại đường. Có một lớp dầu này các bạn để 2-3 năm cũng được, không bao giờ bị hỏng. Cái cách này rất là dễ và tiện dụng nhất trong những cái cách mình làm ở đây. Các đầu bếp ở nhà hàng thì thường hay dùng cái kiểu này. Tiếp theo là cách làm thứ năm thì mình dùng đường cắt trắng và nước sôi. Cách này cũng là một cái cách cũng tiện dụng và màu đẹp, nhanh gọn. Cách thứ sáu là cách đường mơ, đường vàng cùng với nước lọc. Thì cách này màu cũng đẹp. Cách này ngoài màu đẹp đang còn rất tốt, vì cái đường vàng này tốt hơn đường trắng các bạn nhé. Nên dùng mà tiện. Còn cái cách thứ bảy là cách đường phèn, màu cũng tạm tạm thôi, không đẹp lắm. Thứ hai là cái đường phèn này, người mua được đường phèn, có người không mua được, bởi vì không phải chỗ nào cũng có đường phèn. Nó không mang tính tiện dụng, nên cái cách này mình cũng không khuyến khích. Rồi, như vậy là mình vừa điểm qua xong một số cách làm, và có một số lưu ý là những cái cách làm nên làm và các cách không nên làm. Tính tiện dụng ở trong cái nước hàng này thì các bạn làm một lần khoảng tầm một lọ, các bạn bỏ trong ngăn mát dùng dần, kho thịt kho cá lên màu đẹp rất là tự nhiên. Video của mình đến đây cũng xin phép được khép lại. Nếu quý vị và các bạn mà thấy video của mình hay và hữu ích thì hãy cho mình một like, bấm đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất mà kênh của mình thường xuyên cập nhật, cũng là tạo động lực cho mình ra nhiều video hay hơn nữa gửi tới quý vị và các bạn. Cuối cùng xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới Giáp Thìn 2024 tấn tài tấn lộc, an khang thịnh vượng, luôn luôn vui vẻ hạnh phúc bên người thân. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.